Dạ, chị muốn sanh nhiều để vui đúng không? Chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Chị sinh năm 87. 87. Một ngôi nhà tạm bợ trong một ngôi làng hẻo lánh ngay tại huyện Bắc Ái của tỉnh Ninh Thuận. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác của chị về một hoàn cảnh một người mẹ trẻ phải nuôi 7 người con. Khi hỏi được lý do vì sao như vậy á, thì chị nói là khi mà mẹ của chị sanh chị thì chị có một mình nên chị cảm thấy rất là buồn. Trải qua hai đời chồng, 7 người con sống trong một cái cảnh thiếu thốn là một điều gì đó cực kỳ bất hạnh đối với những đứa trẻ được sanh ra và kể cả người mẹ như thế này. Để tìm hiểu về cuộc sống của chị cũng như là các bé trong một cái ngôi nhà mục nát sống cảnh thiếu trước hụt sau, Bùi Hồ và muốn chia sẻ đến cô bác của chị cũng như là thay mặt anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ gửi những cái phần thức ăn cũng như là thay đổi khẩu bữa cơm cho cả gia đình trong ngày hôm nay. Hộ gia đình khá là đặc biệt trong một cái ngôi đà làng được cho là biệt lập so với lại ở ngoài kia. Thì chị này một mình chị với lại chồng mình phải gánh vác đến 7 đứa con. Có nghĩa là chị với chồng của mình là 9 người. Chị ơi, chị tên gì ha? Dạ. Chị tên là chị Thí. Chị Thí ha? Thí. Thí, chị Thí. Chị với chồng mình là có 7 người con hả? Chồng cũ thì 3 đứa. Chồng cũ 3 đứa? Bởi chị có anh em một mình chị luôn á. Xin nhiều để vui á. Nhưng có anh em có mình chị á. Là chị không có anh em, chỉ có mình chị thôi. Anh em chết hết. Dạ, chị muốn sanh nhiều để vui đúng không? Chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Chị sinh năm 87. 87, 87 có nghĩa là năm nay là chị Thúy là 37 tuổi rồi. Là chị đến 7 người con. Sanh nhiều vui vậy rồi mình có nuôi nổi không chị? Nuôi đại. Hả? Nuôi đại, con mẹ cho mẹ ăn. Nuôi đại, con mẹ cho mẹ ăn. Trộn bắp ăn đấy với bà. Trộn gì? Trộn bắp với bà. Trộn bắp ăn. Rồi ăn cơm với bắp, ăn với gì nữa? Ăn với lá mì, lá ngọt với bà. Lá mì, lá ngọt. Lá mì ở trên núi. Lá mì ở trên núi. Bạn có thể, chị có thể nói tên của các bạn, rồi bạn nào bao nhiêu tuổi được không? B thì 13. 13 tuổi. Bé trai tăng nhượng quà 15 năm nay. 15. Lớn nhất là 15. Còn bạn này? 5. Hả? 7. 7 tuổi. Bạn này? Bạn này chỉ đi học này nhỏ lắm. Nhỏ lắm. Còn bạn kia? Chỉ đi học lớp 1 rồi. Mấy trai mấy gái? Trai 2 đứa, gái 5 đứa. Gái 5 đứa luôn. 5 đứa gái. Hai bạn trai. Chị nữa đi làm rồi, có một mình chị nữa đi làm á. Dạ. Rồi anh ngày hôm nay không có ở nhà hả? Có. Anh đâu rồi? Anh chồng của chị á. Dạ. Anh chồng của chị á. À. Đi làm. Đi làm chưa có về. Rồi chị thì ở nhà là chăm các bé thôi. Đi làm rồi. Chị muốn đẻ nhiều cho vui nhưng mà cực không chị? Khổ lắm, bé đưa này đủ rồi nè. Đủ hả? Có tính sanh nữa không? Kế hoạch bậy bạ. Dạ. Kế hoạch. Có kế hoạch nữa hả? Chồng chị với chồng trước là chia tay hay sao? Chồng trước thì chết lâu rồi. Mất, chết rồi. Ừ. Sao chết chị? Bởi vì nuôi cả con của nó không được á. À. Nó đi về bà mẹ của nó thì uống thuốc chết luôn á. Trời ơi. Ừ. Có nghĩa là sanh con ra nuôi thấy nuôi không được. Khổ lắm, bạc chồng mày cũng khổ nữa. Nhà có nhà ở cũng khổ lắm. Đi làm miếng đâu có tiền, đâu có chơi chợ đâu. Một ngày là anh đi làm được nhiêu tiền? Đi làm ở trên đó luôn, 10 tháng đâu có về đâu. Hả? 10 tháng này đâu có về. 10 tháng hôm nay không có về, gửi tiền đâu chị sống? 2 tháng này rồi, 2 tháng mới rồi, đâu có gửi tiền về đâu. 2 tháng mấy đâu có gửi tiền về đâu, làm ở đâu?
làm bên làm đồng gì đó, còn sân gì đó. Xa không? Xa. Mà có liên lạc được không chị? Chị không có điện thoại, anh không có điện thoại nữa. À, trời ơi, bây giờ bảy đứa con rồi, bây giờ còn lại 5 đứa bé nhỏ. 6 đứa bé nhỏ thì làm sao để mà sinh sống khi mà cái sự nheo nhóc nó như thế này? Rồi chăm các bé, rồi có ngày nào là không có gạo ăn không? Ăn đem. Dạ? Gạo còn ít. Gạo còn ít? Ừ. Rồi quần áo ở đâu có? Áo thì măng đáy, được người ta cho. Được người ta cho. À, ngày hôm nay gia đình mình ăn cơm với gì? Chưa ăn đâu, rau cùng trần thao nữa, chưa nấu nữa. À, là ăn... về rồi. Là ăn cơm với rau này hả? Ừ, rau ngọt đó. Rau này là rau bò ngót? Ừ. Chỉ rau thôi, có thịt cá gì không? Không có. Không có hả? Nhà mình ngày ăn mấy lon gạo? Còn năm đứa làm 2 lon, 3 lon. 2 lon, 3 lon gạo của mình để ở đâu chị Hí? Gạo này, gạo chị nó đi học hết rồi đó. Đâu? Đây. Còn bên kia? Kia à, quần áo không? Quần áo dồn vô đúng không? Còn gạo là ở? Ở cái bao này gần hết đúng không chị? Ừ. Còn đây là nồi cơm của mình đúng không? Ừ. Hôm nay là có cơm ăn, người ta cho gạo đi có cơm ăn. Còn không cho là mình sẽ ăn với bắp. Ở này gì chị? Đó, bắp chuối. Cái gì? Bắp chuối á. Bắp chuối? Bắp á. À, ừ. Bắp chuối. Bắp chuối mình làm gì hả? Xào hả? Ừ. Trời. Sắc sắc mình xào ăn. Sắc sắc mình xào ăn? Ừ. Trời trời. Còn ở đây là đường, bột ngọt, nước tương, đồ này là chắc người ta lại để người ta cho mình đúng không? Bà chị được bữa, bà chị này tặng quà được bữa cho con đó. Chưa ăn hết. À, chưa ăn hết. Mà nếu như mà cái ngày mà người ta không có cho thì người ta không có lên đây cho thì sao chị Hiếp? Chị ăn đại, có bún ngọt muối ăn đại. Có bún ngọt muối ăn đại. Ừ. Thường là mình ăn cơm với gì nhiều nhất? Ăn lá bí. Này, năm nay là ăn lá bí mùa mưa. Mùa mưa thì được ăn. Vậy là mình mùa mưa thì được ăn lá bí. Ừ. Còn mùa khô? Mùa khô thì ăn lá đu đủ bậy bạ. Mùa khô thì ăn lá đu đủ ha. Ừ. Với lá mì bậy bạ thì thôi. Ừ. Bây giờ thì được là ăn với lá bí. Rồi tối thì mình ngủ sao? Bên này nè, nhà rạch hết nè. Đâu lên ngủ đâu chị, lôi nguyên cả gia đình lên cho em xem với. Khổ lắm. Ừ. Rồi cả gia đình lên cho em xem với. Ở đây là được mấy bạn đi học, ở đây là cái trọng này nó đã mục nát hết rồi. Trời ơi. Kinh khủng không? Ai ơi. Ngủ đẹp nè, dạ. Mưa. Ừ, được nữa. Trời ơi. Ừ. Nè cô bác của anh chị, ở trên đây không có một cái tấm thon luôn. Đừng mưa rồi sao? Mưa ngủ bên này. Rồi các con lên đi, lên đây với mẹ mình đi. Trời ơi. Cái hoàn cảnh này phải rất là bi đát nhất mà từ trước giờ Bùi Hồ từng gặp luôn á cô bác của anh chị. Rồi ngủ trải chiếu đâu, chiếu đợi trải đâu? Bên này. Chiếu đó đó hả? Ừ. Rồi trải ra ngủ, rồi có bao giờ bị sập không? Những cái cây này nè. Cô bác của chị thấy những cái cây này rất là tạm bợ. Vậy là anh mấy tháng nay anh không có về? Anh không về đâu. Anh không về luôn? Ừ. Chắc anh ghét con á. Chắc anh ghét con rồi. Ừ. Lúc trước anh có về thì anh gửi lần nhiêu tiền? Về lúc trước gửi có 200. Đâu có đu mua gạo ăn đâu. À, ừ. Đâu có đưa mua gạo ăn đâu, gửi là có 200 thôi. Ừ. Trời ơi. Rồi miễn đói quá thì ăn với lại bắp trộn vô. Ăn đại với bà. À. Con mì chỉ đào mì ăn đấy. Dạ. Con mì chỉ ăn mì. Rồi khi bé khát sữa hoặc là bé bệnh rồi sao? Bị bên đục bữa, khu dạ. Lắm. Dạ. Không có tiền mua thuốc. Không có tiền mua thuốc luôn hả? Ừ. À, lúc đó thì ôm con chịu thôi. Còn lúc trước, chồng lúc trước cũng khổ. Còn chồng này cũng chị cũng khổ lắm. À, lúc trước khổ lắm hả? Ừ. Khổ như thế nào chị kể em nghe với. Không chịu đi làm á. Không chịu làm rẫy với chị á. Dạ? Không chịu đi làm rẫy á. Không chịu đi làm rẫy? Ừ. Không chịu đi làm mướn cho người ta. Người ta đi làm mướn có tiền. À. Ở chồng có uống rượu không? Biết gì đi làm chắc uống chứ đi làm á. Ừ.
Rồi ở đằng đó là nó hư hết, chị không có tiền sửa, mua tre sửa hay sao vậy? Có hư hết luôn. Dạ? Hư hết luôn á. Hư hết luôn à? Ừ, bị dục quá. Rồi mưa rồi mấy ngày mưa thì sao? Được, bên này để, mưa bên này để. Mưa thì không ở đây. Mà ở đây có cái phần tôn ở dưới cái mái này nè. Thì chị nói là chị ngủ ở tại chỗ này. Là ngủ ngay tại chỗ này đại thôi. Đúng không? Ừ, bên tôn này cũng rất hết nè. Chỗ này nó cũng đã tôn, nó cũng đã phải nói là vô cùng mục luôn rồi. Rồi chị, nhà mình có điện không? Có. Chị có đèn thôi. À, chị có cái tấm, chị có cái đèn pin này thôi chứ. Tối là bật lên thôi. Chứ không có điện luôn hả? Bên này không có điện đâu. Nhà mình là mấy bạn được đi học? 4 đứa nè. 4 bạn được đi học hả? Năm nay bạn này lớp mấy? Chưa đi học nè, chắc mai mốt đi học mẫu giáo. Đi học mẫu giáo rồi các bạn đi học như thế nào? Đi lúc bữa đi bộ đấy á. Dạ. Chị nó dắt đi bộ đấy, chị nó đứng. À con tên gì? Con tên gì? Hả? Nguyễn. Tên Nguyễn. Con học lớp mấy rồi? Học lớp 2. Con học lớp 2 rồi hả? Con đi học bằng cái gì? Đi bộ con. Đi bộ hả? Đi bộ xa không? Đi bộ khoảng bao nhiêu phút? Hả? Đi bộ khoảng bao nhiêu phút? Chắc 3 giờ gì đó tới trường. Mấy giờ con đi bộ? Sáng sớm 6 giờ đi luôn. 6 giờ là đi bộ rồi hả? Sáng sớm dậy sớm đi bộ sáng. À, sáng sớm dậy sớm là đi bộ xa đúng không? Rồi con đi với ai? Dựng cả em đi. À, hai anh em đi bộ rồi sách vở đâu? Sách đâu? Có sách. Sách cu rất hết. Rất hết rồi hả? Ừ. Trời ơi. Con đi về hợp bộ vậy rồi con buồn không? Buồn. Sao buồn? Buồn có xe. Con có mong ước có xe đạp để đi học không? Được. Con đạp xe đạp được không? Chưa biết đi. Chưa biết đạp. Học lớp 2 là con mấy tuổi rồi? 7 tuổi. 7 tuổi. Ừ. Còn bạn bên đây qua đây chú nói nghe với. À, con qua đây chú nói nghe. Con tên gì? Đó con tên Minh. Hả? Con tên Minh. À, con mấy tuổi rồi? Chắc 6 tuổi rồi đó. Hả? 6 tuổi rồi. Ừ. Học lớp mấy? Năm nay. Học lớp 1 rồi con có đồ mới để đi học không? Không. Không. À, lớp con nhiều bạn không? Cô trình đó nhiều đó. Ừ? Đó. Ngày hôm nay là chị chưa nấu ăn cho con của mình đúng không? Ừ, mới về rồi hôm nay. Hả? Mới về rồi. Sao chị nói sao? Mới về đi chặt củi hôm nay. Chặt củi chưa? Chặt rồi mới về á. Chặt củi mới về ha. Ừ. Thôi bây giờ xuống bắt cơm cho các bé ăn đi để thôi đói bụng sao? Ừ, đặt nữa ăn đi. Quen quen rồi ăn. 1 giờ 2 giờ. 1 giờ 2 giờ mới ăn sáng. Ừ. Có ăn gì không mà 1 giờ 2 giờ mới ăn? Sáng ăn cùng có thì giờ thì ăn, có thì ăn cùng không. Có thì giờ thì ăn. Ừ. Không có thì ăn cơm không ha. Ừ. Ôi trời trời. Có xì dầu thì thêm lắm, có xì dầu. Có xì dầu thì ăn. Ừ. Xì dầu có nghĩa là nước tương á. Ừ. Thích ăn. Thích ăn xì dầu lắm hả? Ừ. À, gia đình thì rất là thích ăn xì dầu. Nhưng mà bây giờ là không có thì ăn không thì nó hơi bị ngán đúng không chị? Ừ. Chị có mong trời chồng của mình trở về không? Trở về thì thôi. Ở nhà mình ở đại. Không trở về thì thôi. Ở nhà ở đại. Ừ. Mưa gió thì ôm các con vậy á. Các con vừa khóc và vừa la nữa thì buồn không? Buồn chứ. Buồn sao nói em nghe với. Chắc chồng dắt mình không có anh em. À. Ừ. Để làm rơi không chồng. À. Bắt với bà. Ừ. Khổ lắm. Khổ lắm. Chị như vậy rồi đi chặt củi rồi ai trông các bé? Ai giữ bé? Chị nữa nè. Chị giữ hả? Ừ. Rồi chị có đi chặt củi có đem theo bé nào theo không? Có mưa. Anh chị đi học hết thì đem theo luôn á. Mang đi theo luôn á. Đem theo mà đi. Ừ. Chặt củi cách đây xa không? Ừ, ở trên núi luôn á. Ở trên núi đâu hả? Ừ. Rồi ngày hôm nào mà mưa quá không có chặt củi được thì củi nó ướt rồi sao nấu cơm?
Thì mùa nắng thì đi chặt chứ. Mùa nắng thì mình phải đi. Mùa nắng là mình phải đi chặt dự trữ đúng không? Rồi không biết là lúc mà người ta không có gạo rồi không trồng được cây mùa nắng, người ta không có cho gạo nè, rồi không có cơm ăn là mình ăn cứ thường xuyên ăn với bắp vậy hả? Ăn đợt đá bơi bà. Ăn bơi bà vậy hả? Có mì thì mình đào mì nấu ăn. Dạ. Có mì á, mì ở trên núi á, mì gòn á. Có lá mì thì lấy lá mì hái ăn. Còn không có thì mình sẽ ăn lá ngọt bơi bà. Em hỏi chị nè, nếu hiện nay chị nếu như mà chị có tiền thì làm sao để chị tiêu cái đồng tiền đó? Sao mua đồ ăn được? Đồ ăn ta chỗ cô thì chị ăn đây mua bơi bà. Chứ có đi ra chợ được không? Chị đâu cũng biết đi xe, đâu có xe. À nên chị cũng không biết sử dụng tiền luôn đúng không? Dùng đâu có ai cho tiền nữa. Nhưng mà có cho tiền thì sao? Người ta cho tiền mình mong cho mình mua tôn làm đấy. Mình ước của mình có cái nhà thì ở với con mùa mưa không ở được đâu, dột hết luôn á. Mùa mưa là dột hết luôn. Cái nhà của mình cắt lâu chưa chị? Lâu rồi, từ bên chưa sinh ra luôn á. Ê hả? Ừ. À, chưa sanh ra là nó đã dột, chưa cắt là chưa sanh ra, đến thời điểm bây giờ nó xuống cấp nó đã dột như vậy rồi. Chắc hơn 2-3 năm, 4 năm vậy đó. Ngôi nhà của mình là cắt là phải tốn nhiều tiền không? Có tùn nữa. Tiền mình mua tùn nữa. Đi làm mượn đâu được đâu, còn đi học khổ lắm. Đi học thì các bé có tiền đi học không? Còn tiền. Dạ. Không có tiền đâu ha. Cái đó ngoài trước người ta chạy đồ vô ta bán cái gì chị? Biết gì 300 đó. Trời ơi trời. Bùi Hồ không nghĩ là cái cảnh mà nó nheo nhóc mà đối với lại 7 người con. Hiện nay một mình chị phải gồng gánh nuôi 6 bé. Thì các bé nó nheo nhóc gì nè. Thì cái việc mà ăn mặc thôi lo, không biết làm sao sẽ luôn, đừng nói là đến cái chuyện mà tương lai. Bây giờ thì chị nói là sinh thì mẹ nuôi hả? Bây giờ không sinh nữa. Đùa rồi khu lắm, nuôi 7 đứa. Không có ai chăm đồ gì hết. Thôi bây giờ em có đem lên xì dầu rồi kìa, rồi mình nấu cơm cho các bé ăn ha. Cùng thì có rồi, nấu rồi cùng này. Nhưng cái cảnh nhìn nhóm bà thấy đi ghê hơn. Trời dơ lắm trời. Đây là một cái ngôi làng khá là biệt lập. Phải chạy vô một cái vùng vượt qua một cái đèo nhỏ nhỏ, nó heo hút ở trên cái quyền Bác Ái của tỉnh Ninh Thuận đấy cô bác anh chị. Chị là người đồng bào rất lây ha. Suru cao. Dạ. Bên này tên Suru cao. Người miền núi. Người miền núi. Chị có đất ở trên núi không? Đất trên núi không lắm, có đất bằng. Trồng mì bậy bạ. Trồng mì bậy bạ thôi. Còn mùa mưa thì trồng thêm bí. Mùa nắng đâu có làm được đâu. Mùa nắng thì không làm được gì hết. Đâu có nước đâu. Có bao giờ cô bác quý anh chị tưởng tượng đến cái cảnh này không? Một cái cảnh nó vừa nheo nhóc, vừa heo hút, lại sống trong một cái ngôi nhà hoàn toàn mục nát và tạm bợ, giống như cái từ mà để nói hết cái sự khó khăn của chị Thí thì không biết là phải nói như thế nào để cho nó hết nữa. Khi mà các bé ở đây là phải ăn cơm với lại lá bí là chính ha. Ngày hôm nay thì đến đây thì cũng có một cái đoàn thiện nguyện cũng hỗ trợ rồi, nhưng mà đối với chị chị Hí này nè, rất là nhiều các bé lại đến 6-7 bé thì rất là nhiều miệng ngang. Rồi các bé lại trong cái giai đoạn lớn tuổi nó đang lớn á, nên ăn rất là nhiều luôn. Chị hôm nay thì Bùi Hồ cũng thay mặt anh Lê Quang Nhiêu qua Mỹ á gửi phần quà cho gia đình ha. Em gửi thêm cho mình gạo nha.
Cảm ơn. À, cái đoàn kia cho mình gạo rồi, bây giờ cho thêm gạo ha. Để dành ăn từ từ ha. Rồi, này là phải xì dầu không? Phải các bé ăn thích ăn cái này không? Phải không? Đây, đây là xì dầu. Còn đây là gì? Đây là gì chị biết không? Chấm mắm. Nước mắm. À, nước mắm. Ở đây thì Bùi Hồ còn thấy thêm một phần đó là thiếu đường với muối với bột ngọt. Còn này? Cá. Cá khô. Cá khô mình để mình ăn từ từ ha. Rồi, và cả thêm một cái thùng mì cho các bé nè. Đây có cả thùng mì ha. Cảm ơn. Em để dưới này ha. Cho nó gọn. À, để được phát được những cái phần quà như thế này á là cũng nhờ sự hỗ trợ của chị Mỹ ngay tại đây nè, cho con nè. Cảm ơn chú ơi. Nè, mở ra ăn đi con. Ừ, mở ra ăn đi. Cảm ơn chú, nói chuyện dễ thương ghê không nè. Cảm ơn chú ơi. Nè, chị ăn luôn đi, có sức khỏe. Còn cái này là để dành ăn từ từ ha. Và có cả sữa. Sữa nãy các bạn không có được uống rồi đúng không? Cái này để ngày mai uống ha. Cảm ơn bác anh chị. Cũng cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ rất là nhiều ha. Chị xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhiều. Đâu cho gạo, cho đồ ăn cho chị. Chị biết lời nhiều nữa. Biết chị xin cảm ơn. Đâu trợ cho chị một bình gạo, cá nữa, mắm nữa. Nếu như mà mua ton thì bao nhiêu tiền mới mua ton đủ? Chị cũng biết nữa. Mà mua ton rồi có ai cắt cho mình được không? Làm đại. Như con út trong năm đại bạn. Con thấy ngon không? Chưa đi học. Sắp đi học rồi, hết tháng đi học hết. Trời ơi trời. Đối với các trẻ con ở đồng bằng thì đầy đủ hết. Thậm chí là cha mẹ phải ép ăn thì đối với các trẻ con ở đây á, rất là đói và thiếu thốn, thậm chí là ăn một cách rất là ngon lành ha. Con ăn thêm không? Con ăn thêm không? Mà rất là ngoan nha cô bác anh chị, rất là thật thà. Ngoan lắm luôn á, con ăn thêm không con gái? Gái ơi, ăn thêm không? Hả? Nè chị ăn luôn đi, cho đỡ đói. Chưa vừa bị giác nóc cho em kìa. Nè con, không có xin nha, các bạn này ở đây ngoan ghê, không có xin. Cảm ơn chú. Trời trời, thấy những cái chuyến đi như thế này á, mình cảm thấy mình thật là may mắn ha. Nè con, ăn thêm không? Nè chị ăn miếng đi. Con để dành cho con hay gì? Thôi ăn đi. Ăn đi. Đi xíu nữa ăn cơm. Có phần ngon là cứ để dành cho con hết à. Ăn sợ hết hả? Đúng không? Ở đây thì chị đâu có mền mùng ngủ hả? À có mùng kìa. Ở trên kia có một cái mùng kìa. Có một cái mền mỏng thôi. Ngủ ở dưới này á là chị có một cái chiếu à. Rất là đau lưng luôn nha các bác anh chị. Nhưng mà để vận chuyển truyền tải những cái như nệm mùng mền gì lên đây cũng rất là khó khăn luôn. Phải có một chiếc xe lớn mà Bùi Hồ đi bằng cái chiếc xe gắn máy nó nhỏ xíu xíu qua. Đó, đấy, nhìn thấy nó không có đèo đồ được bao nhiêu á. Thấy các bé có ăn chị hí mừng không? Hả?
Thấy các bé có ăn chị mừng không? Chưa con. Mà bánh ra được ngọn này, nó bảo bệnh chưa con. Ở đây là đi tắm làm sao? Đi tắm nước suối. Nước suối rồi mùa nắng không có nước suối thì sao chị? Mùa nắng thì nó khô. Nước khô thì sao? Khô còn ít nữa. À, đây cách suối xa không? Xa chứ, ở bên đó đi múc. Đi múc hả? Rồi ai đi múc? Chị đi măng. Con bé cũng đi măng nữa. Nước chai, nước ngọt với bạn. Rồi đi vệ sinh sao? Đi tiêu, đi tiểu á? Bên này đâu có nhà vệ sinh đâu. Bị bên rừng không? Không có nhà vệ sinh gì hết á. Nhà ơi chưa có nhà vệ sinh nữa. Dạ? Nhà ơi chưa có nhà vệ sinh nữa. Nhà ở không có nói gì, có nhà vệ sinh nữa. Ừ. À, có chừng lọt cái chân xuống dưới. Trời. Loạn xã lạ có lệ. Trời ơi. Năm bạn gái, chỉ có một bạn trai thôi. Bạn này là gái nữa đúng không? Trai. Bạn này nè. Gái. Mấy tháng tuổi rồi em quên rồi? Một tuổi rưỡi rồi. Chị đi sanh là chị sanh ở nhà hay là đi đến bệnh viện? Bốn đứa ở nhà không nè. À, bốn đứa ở nhà tự sanh rồi có thầy lại có người lại giúp mình sanh hả? Từ ở một mình á. Rồi sao? Xong làm á, quê chị á. Rồi sao chị nói sao? Xong làm á, xong lần nè. À. Qua chị. Qua chị. À. Sống làng là qua chị mình sanh. Ở đây có mấy người qua thường thì sanh vậy thì một người để qua hỗ trợ cho mình gọi qua người ta hỗ trợ mình sanh. Đi bệnh viện lúc có tiền. À. Có xe túi cả đêm nữa. Không có tiền trong túi nữa. Không có đi bệnh viện được nữa. Gọi là cứ tự sanh ở nhà hết luôn. Các bé này tự sanh ở nhà hết luôn hả? Bụng đơn. Đưa lông này sạch viện lục ba nó chết lục bơ. Ba nó chết lục bơ nó còn nhỏ lắm, chưa biết đi luôn. Ôi trời ơi trời. Sao khổ vậy? Ngôi nhà đa số gọi là cây bách. Cây này là cây ngứa đúng không chị? Không? Cây tre hay gì? Cây tre đấy. Cây tre hả? Cây gừng hả? Người ta nói là vợ nhà tranh vách lá, còn ở đây là vách nữa, ở đây là vách tre á. Rồi lan đan với nhau á, cô bác anh chị. Thì chỗ ở dưới này là coi như là nó tốt nhất ở trong cái ngôi nhà là gặp bằng cái mái con mà nó cũng đông một hết rồi. Còn ở đây á là cái miếng ngủ ha. Ở trên đây là cũng là một cái miếng bạc luôn. Mà nó lâu quá rồi chị thậm chí là không có cái tiền để mà thay luôn. Rồi thôi, chị xuống nấu cơm cho các bé ăn đi. Rồi thì em sẽ quay bữa cơm của mình cho cô chú chị xem luôn ha. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ cũng như là Quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành với Bùi Hồ trong những cái chuyến về miền Trung như thế này.